Quý vị thân mến, khi mà chúng ta tiêm ngừa vaccine COVID-19 thì cái mục đích cuối cùng của tất cả chúng ta là đều muốn cơ thể chúng ta tạo ra cái kháng thể đặc hiệu để chống SARS-CoV-2. Để sau này chúng ta không may nhiễm phải SARS-CoV-2 thì chúng ta đã chủ động có kháng thể và cách thức để sinh kháng thể trong cơ thể chúng ta để chống chọi với SARS-CoV-2, để chúng ta lướt qua cái nhiễm SARS-CoV-2 trong cái giai đoạn bình thường mới và sau này thật là dễ dàng, thật là nhẹ nhàng giống như một cái đợt cúm mà thôi. Chính vì vậy mà tất cả quý vị sau khi tiêm vaccine COVID-19 thì đều mong muốn là cơ thể chúng ta làm sao có kháng thể thật là cao để cơ thể chúng ta có kháng thể đặc hiệu chống được SARS-CoV-2. Đương nhiên là cái việc mà có kháng thể tốt đó, nó là cả một quá trình dài quý vị, chứ không phải đùng một cái chúng ta muốn nó cao là nó cao đâu. Tuy nhiên sau 2 mũi tiêm thì chúng tôi cũng có một vài cách, và ở đây ngày hôm nay chúng tôi sẽ nêu cho quý vị 8 cách để chúng ta có thể tối ưu hóa và tăng mức cao nhất có thể cái kháng thể trong cơ thể chúng ta. Trước khi chúng ta cùng phân tích 8 cái cách để chúng ta làm kháng thể tăng cao sau khi tiêm vaccine COVID-19 thì chúng ta phải hiểu như thế này quý vị. Điều thứ nhất là chúng ta phải hiểu được nguyên liệu để tạo ra kháng thể là cái gì. Và khi chúng ta hiểu được nguyên liệu để tạo kháng thể là cái gì đó thì chúng ta sẽ cung cấp, và chúng ta cung cấp đủ thì nó có nguyên liệu để tạo. Còn nếu như quý vị mà tiêm vaccine đầy đủ 1 mũi, 2 mũi gì đó nhé, mà không đủ nguyên liệu thì coi chừng kháng thể tạo ra không tối ưu được, không thể cao được. Đó là điểm thứ nhất. Cái thứ hai là cái hiện tượng viêm trong cơ thể chúng ta là có một cái mối quan hệ kháng khích với hệ miễn dịch. Quý vị nhớ thế này nè, nếu một cái tình trạng viêm nhẹ đó ha, thì nó là một cái câu chuyện bình thường, cơ thể chúng ta lướt qua được và cơ thể chúng ta có thể đối phó được. Nhưng nếu hiện tượng viêm xảy ra nặng nề và kéo dài thì nó có hại cho hệ miễn dịch chúng ta. Nó có thể ức chế hệ miễn dịch chúng ta, nó có thể làm rối loạn hệ miễn dịch chúng ta, và từ đó nó không thể tạo cái kháng thể tốt được. Vì vậy chúng ta phải lưu ý đến cái hiện tượng viêm trong cơ thể chúng ta. Và cái điểm thứ ba mà chúng ta cần lưu ý đó là trạng thái tinh thần của chúng ta. Nếu trạng thái tinh thần chúng ta không tốt, một cái trạng thái tinh thần căng thẳng, không được thoải mái, thì hệ miễn dịch chúng ta cũng sẽ bị ức chế và từ đó không tạo kháng thể tốt được. Như vậy, với 8 cái cách mà để gia tăng cái kháng thể cao sau khi chúng ta tiêm vaccine COVID-19 thì chúng ta sẽ dựa trên 3 nguyên tắc này. 1. Nguyên liệu tạo kháng thể. 2. Hiện tượng viêm liên quan với hệ miễn dịch như thế nào. Và 3. Là trạng thái tinh thần liên quan hệ miễn dịch như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cách thứ nhất. Cách thứ nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó chính là giấc ngủ của chúng ta. Quý vị biết đó, giấc ngủ và hệ miễn dịch của cơ thể chúng ta có một mối liên hệ rất là chặt chẽ với nhau. Và đối với người lớn của chúng ta thì một ngày chúng ta phải ngủ đủ giấc và đúng giấc. Thế đủ giấc và đúng giấc là như thế nào quý vị? Nghĩa là chúng ta phải ngủ, người lớn, khoảng 7 tiếng đồng hồ một ngày. Và đối với người trẻ, tuổi thanh thiếu niên thì có thể nhiều hơn là 8 tiếng đồng hồ một ngày, 8 đến 10 tiếng. Và bên cạnh cái ngủ ban đêm thì tốt nhất là buổi trưa chúng ta có một cái giấc ngủ ngắn hoặc là nghỉ trưa ngắn khoảng 15 phút đến 30 phút để có thể giúp chúng ta, cái cơ thể chúng ta được hồi phục thật là tốt và trong đó có hệ miễn dịch. Và quý vị thấy thế này nè, nếu như mà nói cơ thể của chúng ta có cái thời gian hoạt động và thời gian nghỉ ngơi để hồi phục lại thì người ta chia cái khung giờ cứ 2 tiếng đồng hồ thì có một cái cơ quan trong cơ thể chúng ta dùng cái thời gian đó để nghỉ ngơi và hồi phục. Thì riêng hệ miễn dịch của chúng ta thì quý vị sẽ thấy có một cái đoạn giờ là 9 giờ tối đến 11 giờ tối. Đó là thời gian mà hệ miễn dịch trong cơ thể chúng ta sẽ sử dụng thời gian, yếu tố thời gian để phục hồi, thải độc và phục hồi lại sau một ngày làm việc. Chính vì vậy nếu bạn nào mà đi ngủ được từ 9 giờ thì có nghĩa là hệ miễn dịch bắt đầu được nghỉ ngơi để có thể thải độc và hồi phục trong cái đoạn từ 9 giờ tới 11 giờ. Tuy nhiên nếu bạn chưa có thói quen mà nghỉ ngủ vào 9 giờ nó sớm quá, bạn ngủ 10 giờ chẳng hạn, 11 giờ chẳng hạn, thì bắt đầu từ 9 giờ bạn nên cho cơ thể bạn nghỉ ngơi. Nghĩa là bạn có thể đọc sách nè, nghe nhạc du dương,
và cơ thể chúng ta ở một trạng thái nghỉ, thì lúc đó hệ miễn dịch sẽ thực hiện chức năng là thải độc và phục hồi làm việc tốt nhất. Như vậy chúng ta cần nhớ trong đoạn từ 9 giờ đến 11 giờ chúng ta không vận động mạnh, và đoạn đó chính là cái đoạn mà để cơ thể chúng ta hệ miễn dịch được hồi phục thật là tốt. Và thưa quý vị, cái giấc ngủ của chúng ta bao nhiêu là đủ thì chúng tôi đã nói rồi, 7 giờ hoặc là 8 giờ hoặc là ít nhất cũng phải là 6 tiếng đồng hồ trong một ngày tùy theo lứa tuổi. Còn cái chất lượng của giấc ngủ cũng quan trọng quý vị. Nếu như mà chúng ta ngủ sâu thì cơ thể chúng ta hồi phục tốt, trong đó có hệ miễn dịch phục hồi tốt, từ đó tạo ra kháng thể tốt. Và để ngủ sâu, ngủ tốt, chúng ta đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng, thì quý vị sẽ lưu ý về cái âm thanh ở trong phòng chúng ta, ở ngoài phòng chúng ta, nó phải yên ắng. Cái thứ hai là về ánh sáng, thì có thể chúng ta để phòng tối hoặc là một ánh sáng dịu nhẹ vừa đủ sáng. Cái thứ ba là những cái mùi mà quý vị dùng để ở trong phòng á, thì chúng ta phải lựa những cái mùi thật là nhẹ và dễ chịu, tránh trường hợp những mùi thơm nó sẽ kích thích, nó làm cho chúng ta ngủ không ngon và không sâu. Đó là về giấc ngủ của chúng ta. Còn yếu tố thứ hai và cách thức thứ hai mà chúng tôi cho rằng rất quan trọng, đối quý vị để làm tăng kháng thể chúng ta, đó là chúng ta phải có nguyên liệu để tạo ra kháng thể. Thì cái nguyên liệu để tạo kháng thể đầu tiên mà chúng tôi đề cập đến quý vị, đó là cách thứ hai, đó là chất đạm. Chế độ ăn chúng ta phải giàu chất đạm. Chế độ ăn giàu chất đạm thì quý vị cũng biết rồi, chất đạm á, hay chúng ta gọi là protein, là một cái nguyên liệu cần thiết cho các tế bào hệ thống miễn dịch chúng ta, như là bạch cầu, đặc biệt là tế bào lympho B, để tạo ra kháng thể. Đạm hay chúng ta gọi là protein á, thì nó có những cái amino acid, và chính những cái amino acid này là nguyên liệu để giúp cho hệ miễn dịch chúng ta có thể tạo ra được những tế bào miễn dịch, đặc biệt là tế bào bạch cầu lympho B, và chính cái bạch cầu lympho B tạo ra kháng thể. Và quý vị nhớ một điều rằng là cái kháng thể chúng ta được tạo từ đạm. Thành ra nếu như tiêm vaccine về mà quý vị lười biếng, mệt mỏi, không ăn đạm gì hết, thì lấy đâu ra nguyên liệu để tạo ra kháng thể? Chính vì vậy khi tiêm vaccine về thì quý vị phải lưu ý những cái ngày đó, 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần gì đó, chúng ta phải ăn uống tích cực lên ha. Và những đạm đó thì gồm có cái gì? Đây, quý vị nhìn trên hình thì chúng ta sẽ thấy rất là dễ hiểu thôi, đạm đó có thể là thịt, là cá đối với người ăn mặn, và đối với những người mà ăn chay thì có thể là dùng các loại hạt, và người ăn mặn chúng ta vẫn có thể dùng các loại hạt quý vị, và ngay cả sữa nè, trứng nè, phô mai cũng là những cái nguồn đạm, và chúng ta thấy cái nguồn đạm rất là phong phú. Như vậy đạm ngoài cái chức năng là tạo ra cái cấu hình cho cơ thể thì nó còn có một chức năng rất quan trọng đối với hệ miễn dịch, nó là nguyên liệu để tạo ra các tế bào của hệ miễn dịch và đặc biệt là tạo ra kháng thể. Đối với đạm thì quý vị có thể có chọn nhiều cái nguồn đạm khác nhau, đó là đạm trắng và đạm đỏ. Đạm đỏ thì chúng ta có thịt bò, thịt heo nè, cá hồi. Đạm trắng thì chúng ta có thịt gà, những cái thịt của các động vật mà hai chân. Bên cạnh đó thì chúng ta có những cái đạm thực vật giống như tôi vừa trao đổi. Thì đạm có rất là nhiều, thành ra quý vị lưu ý trong chế độ ăn chúng ta sau khi tiêm vaccine, đạm cực kỳ quan trọng. Chúng ta có thể làm gì quý vị? Buổi sáng chúng ta ăn một miếng beef steak bò chẳng hạn ha. Rồi trưa chúng ta có thể ăn thịt heo, thịt gà, xen kẽ với cá hồi, và những ngày trong tuần chúng ta có những cái loại thức ăn khác nhau về đạm. Để làm gì? Để chúng ta có thể có được cái nguồn amino acid tạo ra được các tế bào miễn dịch và tạo ra được cái kháng thể rất cần thiết mà chúng ta mong muốn sau khi chúng ta tiêm vaccine. Cái cách thứ ba để chúng ta giúp cho kháng thể chúng ta tăng cao sau khi chúng ta tiêm vaccine COVID-19, đó là chúng ta phải bổ sung các chất xơ, các chất béo lành mạnh và men vi sinh có lợi cho cơ thể chúng ta. Đầu tiên là chất xơ, thì những chất xơ thì quý vị đã biết rồi, đó là những cái thực phẩm rau củ giống như là súp lơ nè, rồi cà rốt, táo, lê, ổi, bơ, khoai lang, yến mạch, đậu đen, hạt hướng dương. Nói chung là trái cây, rau, các loại
hạt và các loại đậu. Thì chúng ta nhớ một điều như thế này quý vị. Tôi nói rồi, trong cơ thể chúng ta nếu xảy ra hiện tượng viêm mà diễn tiến kéo dài hoặc nặng thì nó sẽ tổn hại và ức chế hệ miễn dịch cho cơ thể chúng ta. Và hệ miễn dịch sẽ không hoạt động một cách tối ưu để tạo ra kháng thể được. Chính vì vậy chúng ta tránh trường hợp để hiện tượng viêm xảy ra trong cơ thể chúng ta. Thì những chất xơ nó có một điểm lợi thế này quý vị. Nếu trong cơ thể chúng ta có những chất có hại, chúng ta thường gọi là những gốc tự do đó ha, những mầm bệnh, những gốc tự do có thể gây tổn hại cho cơ thể chúng ta, thì chất xơ lại có cái thành phần là chống oxy hóa. Và những cái thành phần mà chống oxy hóa được á, thì nó sẽ tác động lên các gốc tự do, các mầm bệnh, làm giảm hiện tượng viêm. Và khi giảm hiện tượng viêm thì hệ miễn dịch chúng ta sẽ hoạt động tích cực và tạo ra kháng thể. Còn nếu quý vị để cho hiện tượng viêm xảy ra vì một lý do gì đó trong cơ thể chúng ta thì cái hệ miễn dịch chúng ta sẽ bị ức chế và không tạo kháng thể cao được. Thì thay vì bây giờ chúng ta không biết cơ thể chúng ta cái ngày đi tiêm vaccine là đang có một cái hiện tượng viêm hay một cái ức chế gì hay không, hệ miễn dịch chúng ta không được tối ưu, thì bây giờ ít ra khi tiêm vaccine về, ngoài cái chuyện mà Đàm hồi nãy quý vị sẽ tăng cường rau củ và chất xơ này lên ha, những loại chất xơ mà chúng tôi vừa nêu, để làm gì? Để có nhiều cái chất chống oxy hóa và nó đối chọi với lại các gốc tự do, các mầm bệnh, và làm giảm hiện tượng viêm thấp xuống, và cơ thể chúng ta hệ miễn dịch sẽ tạo ra kháng thể một cách tốt nhất. Còn riêng về chất béo lành mạnh, chất béo lành mạnh thì quý vị đã nghe nói rất là nhiều ha, ví dụ như omega 3 nè, chúng ta có nhiều cái loại chất béo lành mạnh mà chúng ta có thể tham khảo, ví dụ như là cá hồi, hạt chia, hoặc là dầu ô liu. Đây quý vị có thể tham khảo, đây là những cái thành phần mà cho chúng ta chất béo lành mạnh cho cơ thể của chúng ta. Thì vai trò của các chất béo lành mạnh cũng vậy quý vị, nó sẽ làm giảm hiện tượng viêm trong cơ thể chúng ta. Chính vì vậy hệ miễn dịch chúng ta sẽ từ đó tối ưu hóa hoạt động lên và tạo kháng thể tốt hơn, và các tế bào bạch cầu, các tế bào của hệ miễn dịch sẽ hoạt động một cách khẩn trương, tích cực, năng nổ và hiệu quả nhất để tạo ra kháng thể cho chúng ta sau khi chúng ta tiêm vaccine COVID-19. Chúng ta thấy các loại dầu ăn mà đặc biệt là dầu ô liu nè, hoặc là hạt chia nhỏ xíu á, giờ quý vị thấy chúng ta có thể pha một chút xíu vào nước chúng ta uống ha, hoặc là cá hồi là không những là một cái nguồn đạm tốt nhé, mà còn có thêm cái chất béo lành mạnh. Thì tất cả những cái thành phần này sẽ giúp cho cơ thể chống lại vi khuẩn và virus gây bệnh, do nó có tính kháng viêm rất là cao và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, ví dụ như là đái tháo đường hoặc là bệnh lý về tim mạch vân vân. Như vậy chúng ta được một công hai chuyện, chúng ta ngừa được những cái bệnh mà nguy hiểm, bệnh tim mạch, tiểu đường, thì chúng ta còn giúp cho cơ thể chúng ta trong những ngày sau tiêm vaccine hiện tượng viêm giảm xuống và có thể tạo kháng thể tốt hơn. Quý vị nhớ thế này nè, khi chúng ta tiêm vaccine về thì cái mũi kim tiêm vào cái bắp tay của chúng ta tại cơ delta đó, ít nhiều nó có một chút xây xát, cái kim đâm vào chúng ta là một. Thứ hai là các thành phần của vaccine khi vào trong cơ thể chúng ta tại bắp tay của chúng ta tại cơ delta thì bắt đầu xảy ra cái phản ứng miễn dịch để sinh kháng thể đó, thì bạch cầu sẽ ùa tới cái hiện tượng giải phóng cytokine ở một cái mức khiêm tốn vừa phải, thì tại bắp tay chúng ta xảy ra hiện tượng viêm. Chính vì vậy quý vị sẽ thấy có hiện tượng mệt mỏi cơ, đúng không nè, rồi chúng ta có thể có sốt nhẹ nhẹ, rồi chúng ta có thể thấy đau ở cái vùng bắp tay chúng ta tiêm, đó chính là hiện tượng viêm. Như vậy khi hiện tượng viêm xảy ra thì có thể hệ miễn dịch chúng ta bị ức chế một phần, thì chính những cái loại đồ ăn này giống như chất xơ chúng tôi vừa nói, hoặc là những cái chất béo lành mạnh như thế này, dầu ô liu, hạt chia, cá hồi vân vân, trong khẩu phần ăn quý vị sau khi quý vị đi tiêm ngừa về, quý vị cố gắng dùng những thứ này thì cái hiện tượng viêm trong cơ thể chúng ta sẽ được giảm xuống, từ đó kháng thể sẽ được tạo ra tốt hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta cần bổ sung thêm những cái men vi sinh. Men vi sinh nó khác với men tiêu hóa quý vị. Men tiêu hóa là giúp cho hệ tiêu hóa quý vị dễ tiêu hóa hơn, gồm có những cái men của dịch tụy, dịch mật vân vân ha.
Còn cái men vi sinh là những con vi sinh có lợi, chúng tôi gọi là những cái men mà lợi khuẩn đó, có lợi cơ thể chúng ta, bảo vệ cơ thể chúng ta. Và nếu mà nó bảo vệ cơ thể chúng ta tốt thì có thể giúp cho sinh kháng thể tốt hơn. Thì những cái men lợi khuẩn đó thì gồm có những thành phần rất quen thuộc thôi. Ví dụ như sữa chua này, chúng ta gọi là da ua đó, sữa chua hoặc là đậu tương lên men natto, đó là những cái thành phần mà lợi khuẩn. Các thành phần này thì thường nó sẽ lưu trú nằm ở trong hệ tiêu hóa, ống tiêu hóa của chúng ta, và giúp cái cân bằng về cái vi khuẩn có lợi ở trong đường ruột chúng ta, giúp cho hệ miễn dịch chúng ta hoạt động một cách tối ưu. Các nhà khoa học thì cũng để ý thế này quý vị, nếu như chúng ta mà cung cấp cái men vi sinh có lợi này, những cái loại lợi khuẩn này cho cơ thể chúng ta, thì hệ miễn dịch của chúng ta đó sẽ được bổ sung một cách đầy đủ và kiện toàn hơn. Và với những cái men vi sinh lợi khuẩn này, nó sẽ giúp cho hệ miễn dịch chúng ta đó nhận định được tế bào lành và tế bào bệnh một cách chính xác hơn. Chính vì vậy nó sẽ không đánh nhầm vào những cái tế bào lành của cơ thể chúng ta, và hệ miễn dịch sẽ bình tĩnh hơn, và các tế bào hệ miễn dịch sẽ tấn công vào những tác nhân gây bệnh mầm bệnh, nhận định rõ được đâu là tế bào bình thường để không làm tổn thương tế bào thường trong cơ thể của chúng ta. Đó là một điều rất là quan trọng. Vì vậy nên quý vị cũng sẽ bổ sung thêm men vi sinh sau khi chúng ta tiêm vaccine COVID-19 về. Một điều rất là đơn giản, quý vị làm gì? Nghĩa là chúng ta tiêm về rồi chúng ta tăng nguồn đạm hồi nãy bằng thịt bò, cá, gà, rồi chúng ta tăng chất xơ bằng rau củ, rồi chúng ta tăng những cái chất béo lành mạnh có lợi, ví dụ như là dầu ô liu, hạt chia, cá hồi ha. Rồi chúng ta sẽ dùng thêm một hộp sữa chua mỗi ngày trong vòng một tuần, hai tuần sau khi chúng ta tiêm vaccine về. Thì đây là những cái yếu tố nhỏ thôi quý vị, nhưng mỗi cái nhỏ chúng ta góp lại 8 cái nhỏ như vậy thì chúng ta sẽ có cách để tăng kháng thể trong cơ thể chúng ta sau khi tiêm vaccine. Chúng ta sẽ nhìn thấy những cái men vi khuẩn rất là dễ thương như thế này. Đây là những con vi sinh có lợi, lợi khuẩn giúp cho hệ miễn dịch của chúng ta một cách hoàn thiện hơn, tạo ra kháng thể một cách tốt hơn. Đây là hình để nói lên những loại men vi sinh mà có lợi mà chúng ta thường dùng trong cuộc sống hàng ngày chúng ta, đặc biệt là sau khi tiêm vaccine về. Đó là sữa chua và đậu tương lên men natto. Cái cách thứ tư, bí quyết thứ tư để quý vị tăng cái kháng thể trong cơ thể chúng ta, đó là uống đủ nước. Quý vị nghe thì quý vị có thể buồn cười bởi vì nó đơn giản, nước ai không uống. Nhưng lưu ý giùm tôi thế này, nước thì nó chiếm đến 60-70% cái thể tích cơ thể chúng ta. Và nước là một cái môi trường rất là cần thiết để cho tất cả các cơ quan ở trong cơ thể chúng ta hoạt động được. Thì quý vị sẽ nhìn thấy ở trên cái hình này nha, chúng tôi sẽ phóng to để quý vị nhìn thấy. Thì tính trên cơ thể thì nước nó chiếm tới 60-70%, riêng ở não là 83%, ở thận 83%, ở phổi 85%, ở mắt là 95%, ở tim là 75%, ở cơ là 75%, ở máu là 94%. Và quý vị nhớ nè, ở đặc biệt là ở xương nha, chúng ta thấy xương là khô và cứng như vậy, nhưng nước ở trong đó cũng chiếm ở tầm 25-30%. Như vậy nước rất cần thiết cho toàn bộ cơ thể chúng ta. Nếu như mà nước đầy đủ thì cơ thể chúng ta sẽ hoạt động một cách hoàn chỉnh. Còn nếu như nó hoạt động nước không đầy đủ thì nó sẽ hoạt động chập chờn và có thể bị suy yếu. Và nếu mà suy yếu thì ngay cả trong máu thì không đủ nước thì làm sao bạch cầu di chuyển trong máu được để có thể đến cái vùng tim bắp của chúng ta để tạo ra kháng thể tốt. Như vậy nước là một cái điều cần thiết, mặc dù chúng ta nghe quen thuộc chúng ta thấy rằng nó rất là cần thiết. Và để nhớ thì quý vị nhớ một ngày chúng ta sẽ dùng từ 1.5-2 lít nước. Và nhớ một cách đơn giản hơn thì quý vị có thể uống 8 ly nước một ngày. Muốn cho sức khỏe chúng ta tốt thì chúng ta có thể chia ra những cái cữ trong ngày, thì chúng ta cứ đủ 8 ly như vậy. Một ly trung bình là khoảng 200 ml, thì chúng ta có thể cung cấp cái lượng nước đầy đủ cho cơ thể của chúng ta. Cái cách thứ năm để chúng ta gia tăng kháng thể đó là tập thể dục đều đặn và vừa phải. Tại sao chúng tôi phải lưu ý quý vị là tập thể dục đều đặn và vừa phải?
là như thế này quý vị. Cái việc mà chúng ta tập ở một cái độ vừa phải đó, thì cái động tác chúng ta tập thể dục, cái hành động chúng ta tập thể dục lại là một người bạn thân thiết của hệ miễn dịch, giúp cho hệ miễn dịch chúng ta được kích thích hoạt động tốt hơn và cơ thể chúng ta sẽ tạo ra kháng thể tốt hơn. Hay là quý vị đi tiêm vaccine về, chúng ta có thể hơi mỏi mệt chút xíu, nhưng chúng ta đừng cái bỏ bữa tập, chúng ta cứ tập đi, đừng tập nặng được rồi nha. Tập như thói quen có thể nhẹ hơn ngày bình thường mình một chút xíu, nhưng nó sẽ kích thích cái hệ miễn dịch cơ thể chúng ta hoạt động một cách tối ưu và từ đó tạo kháng thể tốt nhất. Tuy nhiên quý vị nhớ một điều này, chúng ta tập vừa phải, bởi vì nếu như mà chúng ta tập quá nặng thì tác dụng lại ngược lại, nó ức chế lại hệ miễn dịch chúng ta. Chúng ta sẽ thấy mệt mỏi. Vì vậy nên chúng ta phải lưu ý là tập thể dục là một cái công việc, là một cái hành động, một thói quen đều đặn hàng ngày. Nhưng lỡ như mà quý vị chưa có thói quen này thì lưu ý là những ngày mà đi tiêm vaccine về đó, chúng ta xin chút xíu đi ha. Thay vì mọi ngày chúng ta hơi lười lười, chúng ta xin chút xíu, mỗi ngày chúng ta tập một chút như vậy thì nó kích thích hệ miễn dịch chúng ta hoạt động tối ưu và kháng thể sẽ tạo ra có lợi cho quý vị. Chúng ta sẽ tối ưu hóa được cái việc tạo kháng thể. Thế quý vị sẽ đặt câu hỏi là nếu mà tập vừa phải là tập những môn nào? Chúng ta có thể đi bộ trên máy cũng được, đi bộ ở ngoài đường cũng được, ở ngoài thiên nhiên, ở vườn cũng được. Chúng ta có thể đi bộ vừa hoặc đi bộ nhanh. Chúng ta có thể chạy bộ chậm và chúng ta có thể tập những cái môn ví dụ như bơi lội vẫn được ha. Còn những ngày mà chúng ta tiêm vaccine về, nếu mà quý vị nào mà thấy đau bắp tay nhiều thì chúng ta có thể chọn cái cách đi bộ. Khi chúng ta bơi thì có thể là hơi nhức mỏi cái vai của chúng ta. Một trong những cách mà quý vị có thể vận động vừa phải đó là đạp xe đạp, tại nhà cũng được, ở trên máy cũng được. Và một số quý vị hỏi như vậy, nếu mà chúng ta tập thể dục đó thì chúng ta tập bao nhiêu là vừa, bao nhiêu là đủ? Thì có hai cách để quý vị đo đạc. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ tính mỗi ngày chúng ta tập trung bình là khoảng 20-30 phút. Trung bình là 30 phút. Và người ta quy định thế này quý vị, tập thể dục được gọi là đủ và tốt nếu như mà mỗi ngày quý vị tập 30 phút. Còn nếu như ai đó bận thì một tuần sẽ tập tối thiểu 3 ngày, mỗi ngày 30 phút. Còn nếu quý vị nhân lên một tuần thì người ta cứ nói tập trung bình 150 giờ cho một tuần thì có thể là tốt ha. 150 phút cho một tuần, 150 phút. Còn mỗi ngày thì có thể là 30 phút. Quý vị nhớ như thế này, là khi mà chúng ta tập thì chúng ta lựa những cái môn nào vừa phải, đừng nghĩ rằng là tập càng nặng thì càng tốt, không phải đâu quý vị. Những người mà vận động viên chuyên nghiệp đi thi rồi thì chúng ta không bàn. Còn chúng ta là những người bình thường để tập để giữ gìn sức khỏe, và đặc biệt là sau khi tiêm vaccine để tạo cái kháng thể cao hơn đó, thì chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta sẽ tập ở mức độ vừa phải mà thôi, đừng có gắng sức quá. Một cái điểm mà quý vị phải lưu ý thế này nè, có nhiều quý vị siêng lắm, ngày nào cũng tập rồi sau đó nghỉ cả tuần, thì quý vị nhớ một điều là nếu như mà chúng ta tập một ngày chúng ta có thể nghỉ một ngày rồi chúng ta tập lại. Còn nếu quý vị nghỉ hơn 48 tiếng thì xem như mà cái động tác tập thể dục quý vị trước đó coi như bỏ, vô ích ha. Như vậy là cái khoảng cách giữa hai lần tập tối đa là 48 giờ và sau đó chúng ta tập lại một cái bài tập có thể là 30 phút thôi. Vì vậy chúng ta nếu bận lắm chúng ta tập cách ngày quý vị nhé. Cái cách thứ 6 để gia tăng kháng thể sau khi tiêm vaccine đó là thư giãn và tránh căng thẳng. Khi nói về cái vấn đề này thì chúng tôi muốn quý vị có một khái niệm, đó là sức khỏe miễn dịch. Chúng ta cho rằng là tim chúng ta phải giữ làm sao cho khỏe, gan chúng ta phải giữ làm sao cho khỏe bằng cách là chúng ta không hút thuốc lá, là không uống bia, uống rượu, là không ăn dầu mỡ nhiều vân vân. Nhưng chúng ta quên chưa nghĩ đến cái sức khỏe của miễn dịch, sức khỏe của hệ miễn dịch. Thì chúng ta cần quan tâm đến sức khỏe của miễn dịch thì cơ thể chúng ta có thể tạo kháng thể tốt nhất, đặc biệt là sau khi tiêm vaccine. Quý vị nhớ một điều thế này nè, khi chúng ta giảm căng thẳng, giảm lo lắng thì đó chính là cái chìa khóa quan trọng để tạo ra sức khỏe miễn dịch. Nếu như mà quý vị bị căng thẳng kéo dài đó, bị một stress, bị căng thẳng kéo dài thì chính cái hiện tượng căng thẳng, lo lắng và buồn bực, cáu gắt thế này
sẽ làm cho quý vị ở một cái trạng thái ức chế, và điều đó sẽ làm cho hiện tượng viêm trong cơ thể chúng ta diễn ra hoặc đang có thì nó sẽ nặng nề và làm cho hệ miễn dịch bị ức chế. Một tình trạng hệ tâm lý của chúng ta bị ức chế kéo dài thì nó sẽ ức chế cái phản ứng miễn dịch. Và cái việc mà quý vị bị căng thẳng sau khi tiêm vaccine đó, ví dụ như chúng ta tiêm về rồi chúng ta lăng tăng loại vaccine này của Mỹ, của Anh hay của Trung Quốc, rồi chúng ta sợ là xảy ra chuyện này chuyện kia, về tới nhà rồi tiêm mũi 1 thì chúng ta chưa gì hết, chúng ta đã sợ tiêm mũi 2, lo lắng không biết có thuốc hay không, những cái băn khoăn như vậy. Hoặc là những cái lo lắng quý vị về cái tình trạng dịch bệnh Covid ở xung quanh, có ca này tử vong, là tình trạng diễn tiến chỗ này chỗ kia nặng quá, rồi những cái lo lắng về mặt kinh tế v.v. Tất cả những cái yếu tố lo lắng đó đều ức chế hệ miễn dịch và nó sẽ khóa đi một số tế bào trong hệ miễn dịch, làm cho tế bào miễn dịch không hoạt động tốt được, vì vậy không tạo kháng thể tốt được. Và để gọi là thư giãn thì không nhất thiết là chúng ta phải ngồi thiền hay ngồi yên đâu quý vị. Chúng ta có thể thiền định được, chúng ta có thể tập yoga được, đó là những món mà chúng ta thấy có vẻ tỉnh tỉnh. Nhưng chúng ta vẫn có thể tập thể dục vui vẻ với gia đình, với con cái, với bạn bè. Rồi chúng ta cũng có thể có những cái cách thư giãn khác nhau mà mang lại một sự cân bằng, hưng phấn cho hệ miễn dịch, ức chế tất cả những hiện tượng viêm hoặc làm giảm hiện tượng viêm, và làm cho hệ miễn dịch chúng ta bắt đầu năng nổ tích cực, và có thể các tế bào miễn dịch hoạt động một cách vui vẻ, tối ưu tạo ra kháng thể. Những cách đó là gì? Quý vị có thể nghe nhạc nè, chúng ta có thể là nấu ăn, làm bếp cùng với nhau ở trong gia đình, hoặc là chúng ta có thể đọc sách, hoặc là chúng ta có thể cà phê với bạn bè, trò chuyện tán gẫu với bạn bè. Nhiều đó thôi cũng làm cho quý vị cảm thấy thư giãn, nghĩa là tất cả những gì mà làm cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, vui, chúng ta quên đi những lo âu thì đó là thư giãn, và giúp cho hệ miễn dịch chúng ta sẽ hưng phấn và tạo kháng thể một cách tốt nhất. Rồi bây giờ đến cách thứ 7 và thứ 8 lại liên quan đến vấn đề tiêm vaccine của chúng ta. Cách thứ 7 là tôi muốn nhắc quý vị là tiêm mũi 1 sớm tốt nhất có thể. Nghĩa là chúng ta hãy tiêm sớm nhất có thể. Chúng ta đừng có lừng chừng quý vị. Đôi khi quý vị cứ nghĩ rằng thôi từ từ đi, đang có lịch tiêm rồi, thôi để chi tiêm đợt 2, đợt 3 gì đó ở địa phương mình, hy vọng có vaccine của Mỹ thế này thế kia. Chúng ta có vaccine nào mà chúng ta tự tiêm, chúng ta cứ đi tiêm. Bởi vì sao? Khi chúng ta tiêm mũi 1 càng sớm thì chúng ta sẽ nhanh đến mũi 2, và nhanh tới mũi 2 nghĩa là chúng ta hoàn tất tiêm chủng và chúng ta đã có kháng thể. Quý vị biết không, có nhiều người đó chần chừ không chịu tiêm vaccine, chờ vaccine theo cách nghĩ của mình là tốt đó, cuối cùng là muộn hơn những người khác đến 1 tháng hoặc 2 tháng. Như vậy lỡ như trong thời gian chờ đợi đó quý vị bị nhiễm sau COVID-2 làm sao? Rất là hoang. Thành ra quý vị nhớ giùm tôi là chúng ta phải tiêm mũi 1 sớm nhất có thể, để chúng ta còn canh vào cái mũi 2 và chúng ta hoàn tất cái tiêm chủng. Đó là cái thứ 7 nhé. Cái điều thứ 8 là gì? Chúng ta phải nhớ là tiêm mũi 2 đúng với cái thời gian quy định sau mũi 1. Và chúng ta tiêm cùng loại với vaccine mũi 1 là tốt nhất. Còn trong trường hợp vì vấn đề khan hiếm, không có vaccine giống như loại 1 thì chúng ta phải tiêm chéo đó. Thì chúng ta phải tiêm đúng quy định. Chúng ta đừng sáng chế ra những cái kiểu tiêm nào đó mà chúng ta nghĩ rằng là tốt. Và quý vị nhớ rằng là chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta sẽ tuân theo những quy định của Bộ Y tế Việt Nam về việc tiêm chéo, tiêm trộn. Đôi khi quý vị có thể nghe những chuyên gia y tế của nước ngoài nói mũi 1 thế này, mũi 2 có nhiều cách khác nhau, nhưng điều đó chưa được thông, chưa được duyệt ở Việt Nam thì quý vị đừng làm theo nha. Bởi vì quý vị làm sai thì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe quý vị nha. Và tất cả những cái gì chúng ta cần làm đúng theo cái quy định của cái Bộ Y tế ở đất nước của chúng ta. Thì quý vị nhớ như thế này. Mũi thứ nhất, quý vị tiêm là vaccine gì thì quý vị sẽ theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất vaccine đó, chúng ta sẽ có thời gian cho cái mũi thứ hai. Ví dụ như quý vị tiêm AstraZeneca thì mũi thứ hai sẽ sau mũi thứ nhất là 8 tuần đến 12 tuần. Còn hiện tại thì Bộ Y tế có công văn là có thể rút ngắn hơn
cái thời gian khoảng cách giữa hai mũi tiêm AstraZeneca đó là 6 tuần. Và chúng ta có thể áp dụng 6 tuần vì đã có cái thông báo của Bộ Y tế. Như vậy chúng ta có thể tiêm mũi thứ nhất là AstraZeneca thì mũi thứ hai sau cái mũi nhất đó là 6 tuần hoặc 8 tuần hoặc 12 tuần. Là một. Cái thứ hai là nếu quý vị tiêm Pfizer hoặc Moderna hoặc là Verocell là mũi thứ nhất thì mũi thứ hai quý vị sẽ cách sau đó là 4 tuần. Đó là cách rất là dễ nhớ để quý vị tuân thủ. Rồi bây giờ cái vaccine thứ hai, mũi thứ hai mà chúng ta tiêm thì chọn vaccine gì? Quý vị đừng có lăng tăng. Mỗi một chúng ta tiêm cái gì thì mũi hai chúng ta tiêm đúng như vậy, bởi vì chúng tôi đã lặp lại rất nhiều lần. Đợt một chúng ta đang cho diễn tập, tập cho cơ thể chúng ta tiếp xúc với nguồn vaccine gì để tạo ra kháng thể, theo cơ chế gì để tạo ra kháng thể, thì chúng ta lặp lại ở mũi hai để cho cơ thể chúng ta thuần thục tạo ra kháng thể. Còn nếu như vì lý do gì đó thiếu vaccine không đủ mà chúng ta phải tiêm chéo, tiêm trộn thì chúng ta tuân thủ đúng nguyên tắc quý vị nha. Ví dụ mũi thứ nhất là AstraZeneca thì mũi thứ hai chúng ta tốt nhất vẫn là AstraZeneca. Còn nếu chúng ta tiêm chéo do thiếu vaccine thì có thể tiêm Moderna hoặc là tiêm Pfizer. Rồi nếu mũi thứ nhất chúng ta tiêm Pfizer thì mũi thứ hai chúng ta nên tiêm đúng Pfizer, còn không có Pfizer chúng ta có thể thế bằng Moderna. Rồi nếu trong trường hợp mũi thứ nhất chúng ta tiêm Moderna mà chúng ta tiêm mũi hai không có Moderna, hết sạch thuốc, hết sạch vaccine rồi, thì chúng ta có thể tiêm mũi hai thay thế bằng Pfizer. Còn Verocell mũi một thì quý vị nên tiêm mũi hai là Verocell. Đó là những cái nguyên tắc mà chúng ta cần nhớ. Thì nhân tiện cái video clip này thì tôi muốn lặp lại để quý vị chúng ta cùng hiểu được là mũi 1, mũi 2 chúng ta cần tuân thủ như thế nào. Thì ở đây có một cái câu hỏi mà quý vị hay hỏi, thì nhân đây chúng tôi cũng nói luôn. Đó là nếu như mà mũi 2 chúng ta tiêm sớm quá có được hay không? Có tốt hay không? Và tiêm trễ quá thì có gì xảy ra? Thì quý vị, một số quý vị nghĩ thế này nè. Mũi 1 chúng ta tiêm rồi, bây giờ chúng ta lẹ lẹ tiêm mũi 2 để chúng ta xong 2 mũi. Và nếu chúng ta tiêm mũi 2 sớm, nhiều khi để chúng ta tạo được kháng thể nhanh hơn. Nhưng xin thưa là cái chuyện mà hai mũi tiêm, cái khoảng cách tối thiểu bắt buộc phải đúng quý vị. Nếu quý vị tiêm sớm quá, chuyện gì xảy ra? Là mũi 1 chúng ta tiêm vào cơ thể chúng ta đang được huấn luyện để tạo ra kháng thể và thuộc cái cách đó và tạo ra một trí nhớ miễn dịch. Nếu như mà đủ 4 tuần, 6 tuần, 8 tuần, 12 tuần theo quy định thì chúng ta tiêm một mũi nữa đó, thì trí nhớ miễn dịch đã được hình thành và hệ miễn dịch chúng ta tạo ra kháng thể đợt 2 và thuần thục hơn để mà có thể hoàn chỉnh cái việc tạo miễn kháng thể. Nhưng nếu quý vị tiêm sớm quá thì sau mũi 1 cơ thể chúng ta đang học bài chưa thuộc bài, bắt con người ta vô đợt 2 diễn tập tiếp đã thuộc bài đâu, làm không thuần thục được sẽ lộng cộng lúng túng và bài lần thứ nhất chưa học xong bắt học bài lần thứ hai. Như vậy nếu quý vị tiêm sớm quá có thể bất lợi cho quý vị và hệ miễn dịch chúng ta sẽ không thuần thục cái bài tạo ra kháng thể và trí nhớ miễn dịch không được hình thành tốt được. Như vậy tuyệt đối không tiêm sớm quý vị nha. Còn nếu quý vị tiêm trễ thì chuyện gì xảy ra? Nhiều quý vị nghĩ rằng là nếu tiêm trễ thì bác ơi, có cần thiết là bỏ mũi đầu đi làm lại từ đầu cái mũi này tiêm, tính như mũi 1 tiêm lại hay là không? Nhưng xin thưa quý vị là chúng ta không cần tiêm lại. Nếu chúng ta tiêm trễ 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần, thậm chí quý vị có người tiêm trễ vài tháng, 3 tháng, 4 tháng vẫn chấp nhận được. Lý do sao quý vị? Sau buổi tiêm thứ nhất, cơ thể chúng ta, hệ miễn dịch chúng ta đang tập huấn, tập luyện để tạo ra kháng thể và thiết lập một cái trí nhớ miễn dịch. Thì sau khi chúng ta tiêm mũi 1 chúng ta chưa kịp tiêm mũi 2 thì cơ thể chúng ta vẫn tiếp tục học và luyện tập và ghi nhớ cái trí nhớ đó và duy trì trí nhớ đó. Và thường là người ta sẽ tiêm theo đúng quy định, còn vì lý do không có vaccine chẳng hạn thì chúng ta tiêm muộn hơn, nhưng chúng ta vẫn được tính là mũi thứ hai. Miễn sao là đừng để muộn quá. Muộn quá là bao nhiêu quý vị? 6 tháng chẳng hạn là chúng ta đã phải có mũi nhắc rồi, thì chúng ta không để lâu như vậy. Và nếu mà để quá 6 tháng thì chúng ta phải làm lại một cái tim, chứ không thể tính như là chúng ta tiêm mũi 2, bởi vì cái thời gian quá dài, cái trí nhớ miễn dịch có thể bị lãng quên. Và đối với người mà tiêm rồi chúng ta gọi mũi nhắc, còn đối với chúng ta bị bỏ lỡ thì chúng ta sẽ thiết lập lại cái mũi tim ban đầu. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin 8 cái cách mà chúng tôi đeo với quý vị thì chúng tôi cũng xin nói thêm là một số điều để tốt thì chúng ta cần phải tránh.
Nếu chúng ta hạn chế đường, tinh bột, chiên, thuốc lá và rượu bia thì quý vị thấy rồi. Nếu như mà chúng ta dùng đường nhiều, tinh bột nhiều, chuyện gì xảy ra quý vị? Quý vị nhớ một điều rằng là đường, tinh bột đó là đồ ăn béo bổ rất là ngon lành cho những con vi trùng. Thành ra nếu mà hàm lượng đường trong cơ thể chúng ta tăng cao, đó là một cái nguy cơ. Nếu chúng ta bị nhiễm trùng thì vi trùng nó sẽ có đồ ăn nó phát triển tốt hơn. Ngoài ra quý vị thấy là những người nào mà ăn đường nhiều, ăn đồ ngọt nhiều, ăn bột nhiều, tinh bột nhiều thì có thể bị tăng cân. Và khi quý vị bị tăng cân, quá cân, thậm chí béo phì thì những cái cơ thể dư cân và rơi vào béo phì thì hệ miễn dịch của chúng ta sẽ bị hoạt động kém đi và kháng thể không tạo tốt được. Và người ta khuyên rằng cái cơ thể đang sốt nè, đang bị viêm nè, đang bị nhiễm trùng nè, thì tuyệt đối chúng ta không dùng đường nhiều. Thành ra là sau khi tiêm vaccine về, quý vị đừng có dùng đường nhiều nha. Bởi vì nó sẽ làm cho hiện tượng viêm nó diễn tiến đi sang hơn, trong khi chúng ta muốn ức chế cái hiện tượng viêm giảm xuống. Như vậy chúng ta đã đi qua 8 cách để giúp cho cơ thể chúng ta tạo được cái kháng thể tốt nhất sau khi tiêm vaccine COVID-19. Quý vị thấy như vậy chúng ta cũng lướt qua rất đơn giản thôi. Đó là gì? Thứ nhất là ngủ đủ giấc và đúng giấc. Thứ hai là chế độ ăn giàu đạm để có thể có nguồn tạo ra kháng thể. Thứ ba là chế độ ăn giàu chất xơ, chất béo lành mạnh và men vi sinh để có thể ức chế hiện tượng viêm. Cái thứ tư là chúng ta phải uống đủ nước, thậm chí phải uống nhiều nước, một ngày 1 lít rưỡi đến 2 lít. Thứ năm là thể dục đều đặn. Và thứ sáu là thư giãn, tránh căng thẳng, bởi vì trạng thái tinh thần cũng sẽ tác động đến hệ miễn dịch của chúng ta. Thứ bảy là chúng ta lưu ý tiêm mũi 1 sớm nhất có thể. Và thứ 8 đó là tiêm vaccine mũi 2 đúng thời gian khuyến cáo, cùng loại vaccine với mũi 1. Và nếu trong trường hợp tiêm chéo thì chúng ta phải tiêm đúng quy định. Như vậy với cái hình như thế này thì chúng tôi có thể tóm tắt quý vị như thế này. Sau khi chúng ta tiêm vaccine COVID-19 về, dù là mũi thứ nhất hay mũi thứ hai, chúng ta áp dụng hết quý vị 8 cách này đúng cho cả sau mũi thứ nhất lẫn mũi thứ hai. Và kể cả sau khi quý vị tiêm vaccine xong rồi, quý vị cứ áp dụng những cách này đi cho tôi đi, thì là cái hệ miễn dịch trong cơ thể quý vị thật là tốt. Và sau này chúng ta có đi tiêm vaccine gì đó, hoặc là chúng ta đối diện với cái mầm bệnh, thì chúng ta vẫn có một cái hệ miễn dịch tối ưu nha. Như vậy tiêm vaccine về, chúng ta có thể nè, buổi sáng chúng ta ăn một miếng bò beefsteak ha, đó là cung cấp nguồn đạm. Rồi trong ngày chúng ta có thể ăn rau củ để có chất xơ. Rồi chúng ta có thể ăn một hũ sữa chua nè. Rồi đồ ăn chúng ta có thể có chút xíu dầu ô liu, hoặc chúng ta làm một ly nước hạt chia để chúng ta có những cái chất béo lành mạnh có lợi cho cơ thể chúng ta. Rồi chúng ta lưu ý là chúng ta tập thể dục nhẹ để kích thích hệ miễn dịch chúng ta sinh kháng thể. Chúng ta có những phương pháp thư giãn như là nghe nhạc, chơi với con cái, sinh hoạt gia đình, nấu ăn, vân vân. Rồi chúng ta có một cái giấc ngủ sớm hơn hàng ngày một chút xíu quý vị. Những ngày đi tiêm vaccine về đó, chúng ta có thể ngủ sớm hơn, 90 giờ chúng ta ngủ đi, và chúng ta ngủ đủ giấc để có thể giúp cho hệ miễn dịch chúng ta được nghỉ ngơi và hồi phục hoạt động tốt nhất, đặc biệt là được nghỉ ngơi trong vòng từ 9 giờ đến 11 giờ giờ tối là cái giờ mà hệ miễn dịch cần được hồi phục để hoạt động một cách tốt nhất. Và trong ngày thì chúng ta uống nước đầy đủ. Và nhớ một điều thế này quý vị, khi mà đi tiêm ngừa về đó thì chúng ta có thể bị sốt nhẹ nhẹ, thì đó cũng là một trong những phương thức bị mất nước. Thành ra quý vị phải lưu ý, chúng ta phải uống nước, không phải nhu cầu như bình thường là 1 lít rưỡi 2 lít, mà những quý vị nào mà bị sốt đó, sốt nhẹ nhẹ hoặc là sốt cao hoặc trung bình mà chúng ta phải uống cả Panadol để hạ sốt trên 38 độ thì chúng ta phải lưu ý uống nước nhiều hơn cả mức 1 lít rưỡi đến 2 lít để chúng ta có thể có một cái thể tích máu và cung cấp nước cho tất cả các cơ quan nội tạng tốt, trong đó có hệ miễn dịch, và các bạch cầu mới lưu chuyển tốt trong cái dòng máu đó và đến cái vị trí tim hoạt động miễn dịch tạo ra kháng thể một cách tốt nhất. Tôi hy vọng rằng là với 8 cái cách mà tôi chia sẻ cùng quý vị thì quý vị sẽ yên tâm hơn. Đương nhiên tôi nói rồi, để có một cái kháng thể tốt đó, không phải là một sớm một chiều có một ngày, mà chúng ta phải có một quá trình. Tuy nhiên nếu như mà ai chưa có thói quen theo đúng những cái cách thức như thế này thì quý vị có thể áp dụng sau khi tiêm ngừa vaccine COVID mũi thứ nhất và mũi thứ hai, và những cái cách này nè sẽ giúp cho quý vị tạo ra kháng thể trong cơ thể chúng ta, tạo ra kháng thể đặc hiệu với SARS-CoV-2 một cách tốt nhất
và chúng ta cứ làm những gì tốt nhất có thể chúng ta đi, không có gì là muộn cả. Còn nhiều quý vị nói chết rồi, lỡ nào giờ mình không áp dụng chế độ ăn giống như bác sĩ nói rồi không tập thể dục thì giờ cũng như không có nha. Chúng ta tiêm vaccine về mũi 1 hay mũi 2 chúng ta áp dụng đúng những cái cách như thế này, tôi chúc quý vị sẽ có cái nồng độ kháng thể trong cơ thể mình đặc hiệu chống SARS-CoV-2 ở mức tốt nhất và chúng ta an toàn trong dịch bệnh COVID. Xin chào quý vị.